Coi tin nhắn tôi chưa vậy? Tin nhắn gì vậy má? Má nhắn con gì đấy má? Má gì? Má má này má gì đây? Má gì quên rồi, má má Võ Tắc Thiên. Tên má Võ Tắc Thiên là biết má dâm tặc rồi. Má có dâm không má? Giờ Võ Tắc Thiên còn bà đặt tên tiên nữa chứ. Tôi á nghe bà Võ Tắc Thiên nghe, tôi nói bà làm gì làm, tôi nói bà nghe nè, bà làm gì bà làm đấy. Tôi nói em nói với chị gì đó, không biết là chị là em biết chị là xăm ba nhớ thôi, giờ em kêu chị bằng chị đi, chị thích làm đàn bà đúng không? Em tâm sự nè, cái này là tâm sự thật thật của người quê không có một chút màu mè. Em nói thật bằng cái tâm của em đấy, mình phải có cái gì tờ linh tính là mình nói bằng cái tâm mình thì trời cao rồi, hai bên những cái tâm của mình thì ông trời ông chứng giám. Là tôi khuyên chị Tiên Nguyễn thật lòng như thế này đấy, đấu tranh gì thì đấu tranh cái kiểu như vậy nè. Trong đất nước Việt Nam chị là cũng là người máu đỏ da vàng, cũng như em là cái người dân tộc Việt Nam đúng không? Thì bây giờ đảng cộng sản của chúng ta, tất cả nước trên thế giới cũng có người này người khác, cũng một bộ máy chính quyền thì cũng có một cái người đang hối lộ, hai người đó là ý hà hiếp ăn dân gì đó, thì mình cứ lên mình kêu tên người đó ra mình chửi hay là mình phê phán gì đó, chứ đừng bao giờ kêu cả các nước ra mà chửi hay là kêu Bác Hồ xúc phạm. Là em không đồng ý với chị chuyện này, nhiều lần em nhắc nhở chị rồi, mình làm gì làm chị cũng mình chừa con đường sống, đang coi con đường đó mình đi về 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 cái nơi chôn nhau cắt rúng của ông cha mình. Gốc của mình là người Việt Nam, mình nên về Việt Nam để mình gì, mình cuối đời mình cũng còn thắp nén hương, đúng không? Bây giờ cái gương trước mắt là chị, tất cả những người bao que thấy ông Nguyễn Phương Hùng ngày xưa chống cộng chống cực kỳ, anh chị thấy không? Thấy không? Coi rồi, em coi rồi chị đấy. Các anh chị thấy không, ông Nguyễn Phương Hùng cũng một ngày xưa một thời chống cộng, cũng như mà các anh chị đang chống trên diễn đàn chống cộng vậy đó, chống cực kỳ, chống ghê gớm. Rồi sao cuối đời, năm nay ông 72 tuổi rồi, thì cuối đời ông sao, mới đây 2-3 năm nhiêu cuối đời, cái chạy lại cái chắc nửa chừng cái lại chỗ cái chỗ gì quốc dò chỗ gì, anh chị em nhắc lại nhiên nữa coi, cái chỗ gì mà cái chính quyền mình đang đặt ở bên bên nước ngoài đó, nhắc em lại coi anh Bằng trong trong Nguyễn, nhắc lại cái chỗ cái bộ máy chính quyền mình đang đặt ở bên đại sứ quán. Cảm ơn Nguyễn Chí Linh đấy. Chống cộng cho giữ, cái cuối cùng là thế nào, cũng đi lợ ông Nguyễn Hùng cũng đi lợ mà chỗ đại sứ quán đó. Thôi cho tôi xin cái vé nghị quyết 36 đi, tôi hòa hợp dân tộc, tôi không chửi đảng cộng sản nữa, tôi sẽ quay về quê hương, tôi sẽ quay về, thấy không đấy, anh chị thấy chưa? Rồi tới ai nữa, tôi chỉ cho, rồi tới ai, rồi những người mà đang nghị quyết 36, những người chưa đưa cái mặt lên đây, họ cũng gì cũng chống cộng cực kỳ ngày xưa nha. Tại vì một thời thì mình nói ra thì một thời các bạn đưa cái một thời các bạn mà các ông các bà một thời ngày xưa là lãnh lương làm tay sai cho Mỹ, thì Mỹ nó một người mà đi bộ đội, một người mà đi lính đánh thuê á, thì Mỹ nó trả lương, thì cái người mà bắt Úc mà mình thường kể là một mình anh ổng ha, ổng cứ về là đụng giường là đẻ. Các ông mà mình nói các ông mà chủ đồn 41 ngày xưa làm trưởng đồn 41 là lính Cộng Hòa đó, lính Ngụy đó đấy, cái là ông đi về ông đụng giường bả, là cái là bả đẻ, đụng giường cái là bả đẻ, mà trên dưới ông đẻ là 12-13 đứa con đó anh chị, mà một mình ông đi
Một mình ông đi lính ngụy mà ông nuôi một vợ và 13 đứa con, anh chị thấy đi, còn nuôi ba với mẹ ổng nữa, nuôi anh em ổng nữa. Mà anh em kế ổng toàn là đi lính ngụy không. Đấy, một thời đi lính ngụy đó, anh chị thấy không? Rồi sao? Thì những người đó giờ nó tu thì cũng như những người đó, mà cái ông mà đi đi qua bên Cali đó, đi qua tới đó rồi á, bây sao mấy ông hẳn, bây giờ mấy ông là lãnh lương gì người đó thì làm tay sai thì qua bển ăn ba cái lương ấy đó, thấy không? Rồi mấy ông làm đi làm cực khổ, mấy ông hẳn ngày xưa mấy ông ngồi không, mấy ông được hưởng lương lương cao ngất trời, nuôi mười mấy vợ, thấy không? Nuôi vợ nuôi con nuôi tình nuôi người bé tùm lum hết trơn, rồi bây giờ hẳn. Rồi giúp cụ mấy ông xin một vé tị nạn mà ông đi về về Việt Nam, mấy ông đi làm gì, mấy ông mua nhà đi lên núi lên đồ mua nhà của mấy ông cũng tu rồi đó, thì cũng như cởi tới kia tiếp đấy. Thì hôm nay có Tiên Nguyễn ở đây mình nói, cũng như nhìn cái gương Sophia Ngọc Nguyễn cũng chống cộng lên, chống cộng bôi nhọ đất nước, bôi nhọ Bác Hồ, chẳng những đưa cái Facebook cho Đai Bút Lê bôi nhọ Bác Hồ, bôi nhọ lãnh tụ, bôi nhọ Đảng Cộng sản, bôi nhọ đất nước, trời ơi mà sát đủ thứ hết á, về Việt Nam khói bụi và ăn ung thư này kia cười nọ, rồi xong lên xó bài cũng về, cũng lợi đại sứ quán xin một cái vé đi về Việt Nam, thấy không? Lợi đại sứ quán phải người ta cấp cho một cái vé đi về Việt Nam không? Đấy, chấm cho dữ rồi đi về Việt Nam. Ngày xưa qua chiến tranh thì đất nước của mình á không có công ty này nọ, thì bà con á đi nước ngoài đi kiếm sống, đúng không? Ngày đất nước còn nghèo phải đi nước ngoài còn sống. Bây giờ đất nước hòa bình rồi ha, rồi mấy ông mà đi ngoại giao đặng đem công ty về đất nước Việt Nam, thì đặng mình bây giờ tất cả mọi người dân ở trên đất nước Việt Nam, trừ cái làm biếng là mới nghèo thôi, tôi nói cho bà con nghe vậy. Bà con mà đang sống bên Cali á, tất cả bà con đang sống tất cả nước đi chưa đi năm 1975 hay đi trước thời năm 95 đảo rồi trước á. Năm 95 đảo hồi trước á, khổ bà con. 94, 95 đảo hồi trước rất là khổ. Năm 2000 đảo hồi trước cũng còn khổ nữa. Đấy, từ năm 2000 đảo về đây, giờ công ty mọc có tùm lum trên đất nước mình. Bây giờ trừ ra những người làm biếng mới là nghèo khổ thôi. Đấy, rồi bây giờ mình nói một câu gì, kết thúc cái câu chuyện là đó, mấy ông mấy bà làm cho dữ, dốt cuộc làm cho ta lắm tắm ở chuồng, đúng không? Ngày 30 tháng 4 thì những cảm ơn những người bao que, tôi nói cái tựa đề đó. Nhờ những có cái ngày 30 tháng 4 mấy ông mấy bà làm lính tay sai rồi mấy ông bỏ đất nước đi đó. Hên á, có Bác Hồ á, dẫn Việt Cộng đi vào miền Nam á, không? Giải phóng miền Nam cho bà con có cuộc sống được hòa bình như vậy đó. Chứ không có Bác Hồ mà vô giải phóng miền Nam rồi cái miền Nam này nó lọt về tay Trung Quốc hay lọt vào tay Mỹ rồi, bây giờ cái đất nước mình thành Bắc Triều Tiên rồi, thấy không? Nam Triều Tiên rồi đấy, thấy không? Rồi sao hai đầu đi qua đi lại rất là khó khăn, rồi đầu đảng này đảng kia với nhau nó tranh đua, nó bắn đùng đùng với nhau đa đảng, rồi có phải có đất nước mà mình khổ hơn không? Cứ ham như vậy rồi lúc nào nó cộng ở đất nước Việt Nam càng ngày đi xuống đấy. Bây giờ tôi nói một cái là 30 tháng 4 nha, 30 tháng 4 rồi những người mà cộng sản thì người ta được vui, người ta được nghỉ 30 tháng 4 là 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động, nghỉ luôn ngày đó đó nè, hãy nghỉ liên tiếp mấy ngày đó, thấy chưa? Còn những người mà bao que thì cấm đầu làm, cái đầu ngồi đó sủa cấu, mà đây còn mấy ngày nữa, đây là 2018 Việt Nam sụp đổ vậy đó, thấy không? Đồn dữ lắm mà, thấy không? Ta nói rồi bây giờ làm sao, còn mấy ngày nó sụp đổ phải không? Đấy, thấy không? Đồn cho lắm, thấy không? Nguyễn Duy Tân đó, cái thằng chủ nhà thờ giáo xứ Thọ Hòa đó, thấy không? 30 tháng 4 2018 cộng sản mà nói sụp đổ, thằng Nguyễn Duy Tân nói đó, thấy không? Rồi chưa kể nữa, tụi bay lấy clip tao, tụi bay cắt ghép ha. Đó, cái clip của tao đội cái nón lá đó, tao chửi Việt Tân con cháu Việt Nam Cộng Hòa, tao chửi tá lả chuồng cào. Cái bay lấy cái clip đó bay cắt ra tao đưa lên đó, rồi coi có cắt ghép không, chính dập không. Rồi những người mà nói tay cho những người chiêu hồi nói tay cho giặc nè, trên mạng truyền thông nè, chính dập tiếng nói của Nhiên á, dập dễ lắm nha.
Nhưng chào Nguyễn Thị, nhưng chào Vinh 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 Đình Văn. Sống trên cuộc đời vậy. Nhưng chào bà con, đông quá. Nhưng chửi thì Dương hả? Tâm võ, tâm võ. Nhưng chào bé Mon, con làm gì đây, đi ra đây đấy. Rồi bà Tiên Nguyễn, tôi không có, thôi má ơi, đưa ba cái lờ đó lên đặng cho người ta ghiếp nít còn hả má. Con chơi ba hình chế đâu, sao má không đưa, má suối con. Con đâu ngu đâu má. Chơi ba hình chế đưa lên đặng mấy má xúm lại ghiếp nít con hả. Tới 30 tháng 4 rồi để cho con nói chứ. À, thứ nhất, chơi hình nè, mình chơi Facebook nè, mình đăng hình đó ha, mình đăng hình mà mình chế hình người ta, mình đăng lên nó sẽ ghiếp nít mình. Là thứ nhất. Thứ hai, mình chửi mà dạng mà ui 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 con gái của mình ăn uống chuông quá, chuông nhắm á, chuông nhắm á đấy. Nói bà con nghe, em chào chị Nguyễn Thị Thanh đấy. 30 tháng 4, mình nói 30 tháng 4 á, thì anh chị em chúng ta vui. Còn những người mà cái gì em mốt gì vậy? Sao con buồn ngủ chưa? Lấy nè cái cao con nè, uống sữa hả? Xin chào anh chị em, nhưng chỉ lên tám với anh chị em tí xíu thôi, vì mình không có nói gì bao que, mình đâu có cần giải thích nữa, họ chơi tội mà, thấy không? Mình nói cái câu nói gì ra trời sơ hở câu nói mình, rồi nó cắt nó ghép lại, bắt đầu nói mình chửi cộng sản ha. Có những người ta thiếu hiểu biết á, người ta nghĩ là nhiên chửi đúng không? Bao que dập không nổi, bây giờ ta chơi cớ màng hả, suối tôi cái vụ gì, tôi không có chơi cái vụ đó đâu má. Tiếng Nguyễn, chào em Nhiên gì hai ba cái tiếng Nguyễn như vậy ta. Tiên Nguyễn rồi tiếng Nguyễn nữa. Tiếng Nguyễn chào. Chế võ tập thiên. Tiếng Nguyễn gì tùm lum hết đây. Nhưng chào tất cả anh chị em, bây giờ mình nói tới 30 tháng 4 tới. À nó cái vụ này mới nhớ con mẹ này. Vụ mẹ này nè cả nhà. Cái vụ mà cái mấy cái con mà ẩm đưa đứa trẻ đó, cái clip đó mình đăng hôm nay nó xuyên tạc. Tao nói cái mấy đứa bao que tụi bay á. Tụi bay nói ăn ở đời có đức một tí xíu đi ha. Cái đám mà dân chủ ở trong nước á. Ha. Ăn ở cho có đức một tí xíu, con mình mà dám lấy ra mà để di đại dưới đó đó, rồi đi đấu tranh rồi đặng mật la làng lên cộng sản ác, rồi cảnh sát giao thông ác. Tao nói tụi bay á, tao nói bao que tụi bay á ác ôn quá ha. Người ta tụi bay nói ta, tại vì tao là cái người dân bình thường, không có là dạng là cộng sản cộng tiết gì ở đây hết trơn, mà tụi bay nói tầm bậy tầm bạ, tao lên tao chửi tụi bay ha. Tao chấp nhận tao chửi, mà chắc tao nghĩ thông mang khẩu nghiệp đâu. Còn có tụi bay á, ăn tước nói sượt cái đất nước, thì chính tụi bay á, mới là cái người á, là gì không, mang cái nghiệp, nghe chưa? Trước nhất là tụi bay xuyên tạc, mà chửi Bác Hồ là tụi bay mang cái nghiệp rồi đó, nghe không? Bác Hồ làm cái gì, Bác Hồ làm cái gì để cho chúng bay chửi? Mấy đứa bao que tao hỏi Bác Hồ làm cái gì mà trong có con Di Trần, thằng Tăng Thái, thằng Harry Banh, rồi con Lisa, con Đoàn Thị Thì Dương, con Trăng Nguyễn đồ nè. Tao hỏi tụi bay, cái đám mà bao que, cái nhóm nhâm của tụi bay á, ha, Bác Hồ làm gì để cho tụi bay chữ, nghe không? Bác Hồ giải phóng miền Nam đang chi?
cho nền hòa bình độc lập tự do, cho đất nước mình không có chiến tranh, đặng chi đặng để cho bà con có cuộc sống ấm no hạnh phúc, trong khi đó có gia đình của chúng bay ở và bay xuyên tạc, bay chửi Bác Hồ đấy, bay không cảm ơn mà bay còn lại xuyên tạc nữa, thấy không? Còn cái thể chế của ông bà của chúng bay ham ăn chơi đĩ điếm, ham ăn chơi đĩ điếm bởi vì á hả, mới cái đất nước mới bị mà suy tàn, bà con ở trong miền Nam này mới khan quán, mới kêu quán, không mới kêu quán lên, mới tới tay Bác Hồ ở ngoài Hà Nội, ngoài Bắc ở ngoài đấy, ổng mới dẫn quân vào miền Nam, mới đánh đuổi những cái thằng tay sai, thằng lính Mỹ bay đi đặng cứu bà con miền Nam, tụi bay thấy không? Bởi vì tại sao bà con trong miền Nam mà nói tới Bác Hồ là rưng rưng nước mắt ứa lại, tụi bay thấy không? Rất là kính trọng Bác như vậy đó. Tại sao bà con miền Nam mỗi nhà, mỗi một cái nhà là có thờ Bác Hồ, mỗi cái nhà là có một cái tấm hình Bác Hồ treo, tụi bay, tụi bay thấy chưa? Đấy, tại sao mà bà con miền Nam tụi bay nói là Bác Hồ vào cướp miền Nam, đúng không? Con Thị Dương nói đó, Bác Hồ cướp miền Nam mà cả cột lồng đè, cái cột điện cũng kết đi, mà tại sao cái người miền Nam là mỗi nhà mà có một cái hình Bác Hồ thờ thổi tụi bay? Dạ em chào anh Phan Huy Bách, em chào tất cả của anh chị em. Tao hỏi mấy đứa ba que nè nha, cứ như con Di Trần á, rồi con Đoàn Thị Thị Dương, rồi con Lisa rồi đó, nó chống đảng, nó chống nhà nước, nó chửi Bác Hồ, nó chửi thậm tại, rồi giúp cuộc sao? Mày là dòng họ con cháu nó đang sống ở trên cái đất nước, mà trên cái nền hòa bình của Bác Hồ đang gầy dựng cho tương lai cho con cháu, ông bà và dòng họ con cháu nó nữa, mày lại không cảm ơn mà nói Bác Hồ cướp miền Nam, con cháu Bác Hồ cướp miền Nam, sao toàn là miền Nam, toàn người người Nam không vậy? Mày sao không có đem Bắc Kỳ vô, không? Bác Hồ cướp miền Nam thì đem những người Bắc Kỳ vô, để trong miền Nam là những người miền Nam này đánh đuổi đi đi qua Tây, qua Tàu, qua Miên hết rồi, đâu sao trong miền Nam thì còn tiếng miền Nam như tao vậy? Còn chẳng những lỡ mỗi nhà, lỡ nhà nhà, nghe không, lỡ mỗi nhà có một cái hình Bác Hồ, bất cứ nhà nào người dân bình thường lỡ tới nhà là có cái hình Bác Hồ đấy, mà không phải đây đó, tự nguyện à nghe, tự nguyện chứ không ai bắt buộc, không ai ép đâu mà nghe nha. Mà tại vì bà con á, người ta không có muốn đụng chạm, người ta không có lên đây nói thôi. Khi mà tụi bay mà đụng chạm, tụi bay thử đụng tới đất nước đi, rồi tụi bay thấy. Cũng như cái đợt đá bóng đó, cái đợt quanh mà đá banh đó, tụi bay thấy không? Những người mà cầm cờ đó đó, có ai xúi như họ cầm cờ mà đi ra đường mà ấy không? Không, đi bảo không? Tao hỏi cái đám ba que tụi bay, những người mà cầm cờ đó đó đi ra đi bảo tụi bay thấy cờ gộp trời không, cái đó có ai xuống ai biểu không, hay là tự nguyện, người dân tự nguyện, tại vì người ta quý, không đó, bà con trong miền Nam rất là đi tới nó mà mới tới lễ lộc 30 tháng 4 cờ treo gộp đường, mà tự nguyện không cần tới mà tổ rồi ấp hay gì lỡ nhắc nhở biết à, tới ngày lễ đem cờ ra, không mà nghe nói tới phản động hay gì ha, bà con ghét lắm á, nó thiệt luôn á. Hôm mà nói ai mà phản động rồi ha, còn như nhiên mà đâu mà nó nói gì nè, ta sợ lắm, bà con sợ lắm, nhiên nhiên đừng nói gì, nó lợn nó giết con này kia kia nọ, nghe không? Nó, con nó đã nó quậy nó phá trên mạng truyền thông, con vẫn nói cho nó chừa đấy. Còn bà con nói này nè, nó mà đụng tới đất nước là nó từ chết tới bị thương thôi. Bà con miền Nam á ha, tuy người ta không mở miệng người ta nói, nhưng bà con miền Nam có cái lá gan cực kỳ. Người dân miền Nam á, tuy không có lên mạng mà kiểu mà kéo biểu tình như kiểu lên đây nói nhiều đâu, bà con miền Nam rất là gan cực kỳ nghe ba quen đấy, thấy không? Bởi vì mà khi mà nói 30 tháng 4 rồi tụi bay tính khóa này kia, thử đưa một đứa để yêu cầu một cầm cờ đi, cả làng cả xóm mà tụi bay biết rồi, cái đứa những đứa ba quen nghe nè, ở miền Tây ngộ lắm, có cái chuyện gì mà lạ lạ đó ha, có cái chuyện gì mà lạ lạ đó ha, là bắt đầu ha là bà con bu lại rồi, khổ lắm. Còn ở thành phố vậy ha, ôi chuyện ai làm người ta biết, người ta không bao giờ bu đâu,
Cỏ miền Tây mà không mà có một cái chuyện gì mà lạ, bà con bu lại là chết liền. Yêu cầu mà có người lạ thôi là bà con đã ý rồi. Đó. Đó, lật nổi không? Lật nổi cái chính quyền này không? Mà tôi tước ngày cái tôi bay nói 2018 mà cộng sản sắp lật đổ, 2000 còn mấy ngày nữa lật đổ rồi. 10 năm nữa, bây giờ tới 2018 rồi, tao nghe mình nghe nói ông cái thằng cha gì? Thằng cha già ngu kỹ hay Phan Kỳ Nhơn gì đó, ngu kỹ gì đó. Nói 2017 năm con gà đá cộng sản rồi kéo quân về Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông gì đó. Kéo chưa? Bây giờ 2018 nữa. Đấy. Rồi bây giờ tới 10 năm nữa, bây giờ không có nói từ năm, nó giờ tới 10 năm nữa. 1000 năm sau giờ cũng chưa được nữa. Tại vì bà con hiện nay giờ cái người dân trong nước hay người dân Việt Nam trong nước và bà con người Việt Nam ngoài nước, người ta muốn đất nước của người ta là hòa bình, đã anh chị không? Đừng có chiến tranh, đã anh chị. Người ta ngoài nước người ta không có muốn cho cái đất nước người ta chiến tranh. Không có chiến tranh đó là có bà con, chồng họ, con cháu người ta còn đang sinh sống. Chứ ta đâu muốn đâu, đừng nói người ta đi qua nước ngoài rồi vậy thôi. Không, ta đi qua nước ngoài gì rồi kệ đi, trong nước đi rồi có chiến tranh gì kệ đi, khổ đói gì kệ đi. Đâu có đâu, bà con ngoài nước vẫn lo cho những người trong nước. Đấy, còn những người chống cộng chửi trong nước rồi lật đổ chính quyền, lật đó, muốn lật á, kéo hết dòng họ đi qua bển đi rồi sủa rồi chửi gì đó, chửi. Không, có nghĩ là đất nước Việt Nam này mà giờ như Bắc Triều Tiên với Nam Triều Tiên, Bắc Hàn với Nam Triều Tiên mà đánh nhau rồi ai cầm cái đất nước này không? Rồi người dân hả màn trời chiếu đất rồi chiến tranh rồi chết chóc rồi đói khổ đó, có biết không? Rồi cái thằng nào tài giỏi nhìn mấy thằng Việt Nam Cộng Hòa già đi, nhìn thằng nào nấy nhìn thấy gớm thấy ói vậy đó. Cũng mà bày đặt cái hả đi lên đây hả chính chị chính em, nhìn thằng nào nấy như khùng ba lơn ba trợn vậy đó. Đấy à, đó rồi á, buông ra chửi Bác Hồ chửi cho lắm vô rồi á, nói chung á, để cho mẹ làm tí xíu coi. Đấy, bé Mo nó quậy quá cả nhà. Hết rồi, trận này chừng vài năm nữa, năm nay, năm hai năm nữa hết bao que rồi anh Phan Huy Bắc. Đấy, bà con miền Nam á, nhà nào cũng vậy hết anh chị em. Mình nói thật lòng, nhà nào cũng vậy hết, nhà nào cũng thờ Bác Hồ, nhà nào cũng có tấm hình Bác Hồ. Quý trọng Bác Hồ cực kỳ, cái đó là mình nói sự thật, nói bằng chân tình luôn. Đó. Ai mà nói xúc phạm tới Bác Hồ hả bà con, người ta đau lòng lắm. Nói là nói mà thật 100% luôn chứ không có 100%. Ai mà xúc phạm tới Bác Hồ ha là người ta nói trời Phật ơi sao mà cái ở dưới quê miền Tây mình gọi có cái câu là trời Phật ơi sao mà nó ác mồm nó ác miệng, sao chửi Bác Hồ như vậy, sao nó khốn nạn nó xúc vật gì bà con chửi như vậy đó, mà nó đâu có nghe, nó không có nghe. Đấy, rồi nó đòi lật đổ cộng sản nữa, cái bà con nói một câu nè, trời đất ơi đất nước Việt Nam bây giờ muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ, quần áo bây giờ không còn mặc gách gứ nữa, mà nó đòi lật cái cộng sản này, nó muốn cộng sản là mấy đứa đó bị khùng bị điên. Sao nó khốn nạn gì, thấy không? Ba que nó đâu có nghe mà bà con chửi ghê lắm. Chợ mấy bà bán cá bán mắm ngoài chợ chửi còn ác nữa. Tại vì tụi nó đâu có biết. Đấy. Thôi mon quậy rồi cả nhà. Mình chúc cả nhà buổi tối cuối tuần vui vẻ ngủ ngon nha cả nhà. Bởi của mẹ. Bởi. Cái mon nó quậy nè cả nhà. Cái mon leo lên bàn nó quậy. Trời ơi. Bởi. Ôi. Em chào anh Vinh anh Vinh Đỗ, chào Bình Dương, nhưng chào tất cả anh chị em, chúc cả nhà buổi tối Chủ nhật vui vẻ nha cả nhà. Quậy quá tính làm chút nữa.